Nghe thầy. Sao nhanh thế? Đó. Sao nhanh thế? Em chào thầy á. Vâng. Con chào thầy. Có là Khiếp quá. Hôm nay lại về phòng mà vâng. con. Gặp cái ma hình chú một xíu nào. Cho thầy nhìn trên nhà làm gì. Ba ngủ ra. Vâng. Sao lại để là enter your name này kia? Quên chưa ấy. Chết thôi, quên quên cứ quên thôi nào, học bài cũ chưa? À. Nào, kiểm tra nào. Opera là trung bình. Đọc lại. Chết dở rồi. Opera Overa là chết rồi. Avergla. Chết dở rồi, học hành thế này là chết dở rồi, cái từ đấy mà đọc thế là chết dở rồi. Average, đúng rồi. Average Average là gì? nghĩa trung bình. Rồi, tiếp. Kinometric đúng không? Cái gì mà kinometric vuông này. Chết rồi, học cái gì nào vẫn chưa gửi cho thầy nhá. Ừ? Hả? Tôi gửi cho thầy nhá. Em thích ngắn lắm, không muốn gửi. Gửi ngay nhá. Làm xong rồi Vâng. gửi ngay nhá, lâu lắm rồi đấy, hơn 1 tuần rồi, 2 tuần rồi. Nào tiếp từ mới nào. Kino Sai rồi, không đúng chit rồi. Cái này chắc là chưa viết từ mới rồi. em biết rồi thầy ạ. Biết rồi mà lại quên, chết dở rồi. Tính em gửi luôn thầy. Nào, nhanh nào, cái gì mà Đấy, trên đấy. 1 km vuông? Kino chi Square per kilometer. square Square per kilometer. square kilometer Per. per square chi Square. kilo square Square per kilometer. square per kilometer Nhớ chưa? và Phải kilometer cái gì đâu nhá. vâng. Tiếp nào. Quantifier. Đúng rồi. Quantifier là cái từ định lượng ấy. Quantifier. Chết rồi. Là cái gì nhỉ? Từ Đọc định như định nào lượng đây nhỉ? Tôi chết dở rồi. không thầy? Ừ? Biết được không ạ? Biết gì? Nói đánh vần cái từ đấy không Ừ? Spell it. thầy? English à? Ủa đấy con học tiếng Việt hả? Thôi các âm này. Nhanh nào. Quantifier. Quantifier. Chưa nghe đấy, từ đấy bao giờ. Tờ y gì nhỉ? F F-E-R. Tiếng Việt hả?
Quantify. Quantify. Tiếp nào. Hết rồi thầy ạ. Chắc chưa? Dạ. Thật không? Thật. Nếu sai, nếu còn nữa thì sao? Ừ. Vâng, còn chị phải nhớ chứ nhỉ. Nếu như mà còn nữa thì sao? Còn nữa thì làm như thế nào đây nhỉ? Sao thầy? Chết dở, học hành thế này là chết dở rồi. Nào, thế học thuộc cái cấu trúc câu hỏi đuôi chưa? Tom question chưa? Yeah. Question cái Tom từ questions. S cộng lần to be ấy Nào, học thuộc cái đấy chưa? Tom questions. Học rồi. chưa? Vâng. Học rồi đúng không? Vâng. Chắc chưa? Thế bây giờ làm bài này thì có làm được không? Có làm được không? Học rồi. Học về Tom question rồi. Nào. Hả? Được Ồ, được. Nào, thế bây giờ làm thầy các câu này nào. Complete the interview of the with the tongues, thầy. okay? Mở Now, number one, overcrowded places have lot of problems. Have Cháu nghĩ lại. Cháu nghĩ thật kỹ rồi mới là trả lời. not Have not have gì nữa? chủ ngữ của nó là Ngữ là gì đây nhỉ? over Thế hả? Chủ ngữ crowded đấy hả? Giỏi nhờ. Giỏi thế. Dùng chủ ngữ giả. place dùng chữ giả thôi. Don't they? Tiếp câu số 2 nào. Traffic jam is the most serious problem. Not Ừ? is Cho con nghĩ lại nào. Bảo học như thế traffic rồi đấy. không Hả? cái Nào, thế vế đằng trước của nó khẳng định thì vậy à, thì cái câu hỏi đuôi nó phải ở dạng gì? phủ định Thế đây nó ở dạng gì? Câu mẫu của nó là ở dạng gì rồi? khẳng định ạ. Thế vế bên kia của nó phải ở dạng gì? Phủ định Thế phủ định là gì? is not Is not chủ ngữ là gì? Chủ ngữ là gì đấy? khoảng giây ạ. It? Chúng ta sử dụng chủ ngữ giả it chứ. Câu số 3 nào. Not really. We can homeless people. We can see homeless people in many places in big cities. Làm như thế nào đây? Câu này điền cái gì đây? Ừ?
Not really. We can see homeless people in many places in big city. Cannot. Nào, cho nói lại. Cannot. Cannot. Chủ ngữ là gì? We. Chắc chưa? Chắc chưa? Rồi, can't we được chưa? Cannot cũng được chưa? Hay viết tắt là can't we được chưa? À. Nhìn mặt đần ra thế nhỉ? Thấy có ăn thịt đâu? Hả? This shortage of accommodation is not easy to solve. Nào nhìn. Easy. Is it? Chắc chưa? Khẳng định. Is it đúng không? Rồi, biết tại sao lại là is it không? Có. Tại sao nhỉ? Tại vì ở cái câu trước nói là có từ not. Is not được chưa? Vâng. Nào, hiểu cái này chưa? Vâng. Nhìn mặt ngơ ngơ kia là không ăn thua lắm nhá. Tiếp nào. Let's match the words below with the places, okay? Yes. Now for picture one, which words? Cái này là Cái này là này gì? là cao Nào, từ nào đấy? Những cái từ nào để diễn tả được những cái địa điểm ở bên dưới này nhỉ? Chúng ta chỉ có hai cái địa điểm này thôi. Which one? For picture one or place one? Which nó word? quá từ Thôi thì bây giờ cho con ghi vào vở nhá. mà Làm nhanh lên. Xem là picture có one mỗi hay là hai từ thôi, có mỗi hai từ thôi thầy, chọn hai từ được. ở đâu có mỗi hai hình ảnh rồi thầy. Giờ con ghi vào vở nhá. Vâng. Có làm được không con? Có. Nhanh nhá. Vâng. Không có thể ạ. Nào, for place one là những từ nào đây? Him Nào, thầy dạy cái từ này đọc là gì nhỉ? Đọc là gì? đọc Hi. hi Hi. living High living standard. standards. Standards. Standard. Tiếp nào. Good Good. Anderson. Đọc lại. Từ này là từ good good gì vậy?
Education, ngồi thẳng lên nào. Education. 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 Edu. Education. 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 Tiếp nào. Clean water. Clean water. Còn gì nữa không? Hunger. Hunger. Phải không? Vâng. Chắc chưa? Thôi ạ. Biết hunger là gì không? Rồi cứ tích vào đây cho con nha. Sai thì tí nữa tự chịu nha. Được. Now, number one is high living standards. Là gì nhỉ? High living standard. Mức sống tốt. Mức sống cao. Clean water. Nước uống sạch. Nước sạch. Nước sạch. Tiếp nào, densely populated. Densely populated có biết là gì không? Không. Dân cư đông đúc, ghi vào. Densely populated. Densely populated. Dân cư đông đúc được chưa? Chưa. Thôi ạ. Rồi. Good education là gì? Là gì nhỉ? Good education. Là gì con nhỉ? Là tốt. Cái gì tốt nhỉ? Tốt education. À, education là cái gì nhỉ? Chết rồi, education là cái gì không biết, thế này là chết rồi, toàn rồi, toàn ngửa ông giáo ạ. Là cái gì thế ạ? Thế là ối rồi ôi rồi, học hành thế này là ối rồi ôi rồi chị Bích ơi. Education là giáo dục. Ừ, giáo dục tốt. Ghi vào. Education, giáo dục. Cứ để thầy nhắc mới ghi nhỉ. Hay thật. Education, giáo dục. Được chưa? Crumb là gì nhỉ? Dầu. Cho chép lại từ này ngay 20 lần bây giờ. Crumb là gì? Crumb. Là gì nhỉ? Crumb. Ác. Tội ác hay là kẻ trộm được chưa? Vâng. Poor health care là gì nhỉ? Có nghĩa là nghèo. Poor health care là cái gì nhỉ? Cái gì nghèo? Health là cái gì nhỉ? Health có nghĩa là sức khỏe. Health care là gì? Sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe chăm sóc sức khỏe. Làm sao? Nghèo. Kém. Tốt. Kém.
tốt đâu ta, vừa va vừa vẩn rồi. Crime Có nghĩa là tội ác. phạm tội được chưa, hay là trộm Được. cướp. Munition, munition Suy dinh rồi. Hunger, dưỡng. Nói nạn đói. bạn nói Thế ở ở cái bức tranh số 1 có nạn đói không? không. Thế mà con chọn nạn đói, giỏi thật. Nào, tiếp nào. Let's read. Read the information about the two places, okay? Then talk about the differences between the two places. Cái này là nói về cái gì đây con nhỉ? Nói về À, làm hai như ở nào năm đây? Làm như nào đã, làm như nào đã? Quên mất. Yêu cầu đầu đọc bài làm gì đây? Đọc cái gì? đọc hai đoạn văn, Đọc thông tin về cái gì nhỉ? đọc Places. thông Two places. hai địa danh. Sau đó làm gì? Differences. Differences. Là gì ạ? Chết thôi. Differences là gì còn không nhớ nữa. Chết rồi. Different. Khác biệt. Khác biệt. Nào, bây giờ đọc cho thầy xem nào. Xem là so sánh hai cái địa danh này xem nào, xem nó khác nhau như thế nào xem nào. Cái địa danh thứ nhất Đọc nó xa hơn. đi. Area đây là diện tích nhá. Tôi ạ. Nào, bây giờ nói thầy nghe xem nào. Cái địa danh thứ nhất to hơn địa danh thứ hai. Nói tiếng Việt hả? Không. Nào. Thế cho thời gian chuẩn bị đi nhá. Nói bằng tiếng Anh đấy chứ không phải nói tiếng Việt nhá. Đi ra vở nhá. Xem những nó cần nói những cái gì nhá. Nhanh nào, có 5 phút để chuẩn bị nhá. Tí nữa mà không nói được thì còn 3 phút cuối nhé con nhá. vâng. Nhớ là ghi ra vở những cái thông tin nào mà cần phải nói nhá. Vâng.
Xong chưa? Có một phút cuối Dạ. rồi. Xong chưa? Chưa. Hơi lươn lẹo nha. Hơi lươn lẹo nha. Chị nhé lại mang đi nấu chuối bây giờ. Mang nấu chuối nhá. Ôi ạ. Nào, hết giờ rồi, xong chưa? Nào, Mà bây giờ nói cho thầy nghe xem nào. Let's talk about the differences between the two places. one In place one or in Mauritania? pick two. Không không Hồng Kông Thầy không hiểu có nói gì cả. có biết tiếng Việt luôn thầy ạ. No. Nào nói nhanh. Mauritania In Mauritania. Mauritania bigger Bigger zone Hồng than Hong Kong. Okay, good. Next one. Kông Manusia Mauritania Mauritania. is less Hồng Kông less population Less hay là fewer đây? Kông less The population of Mauritania is fewer Hồng Kông. than. Okay, next one. Mauritania around density Density is around around có biết density là gì không? dân số à Mật độ dân cư. mật độ dân cư Ghi vào density, mật độ dân cư. Đúng chưa? chưa Nào, thế mật độ dân cư của Maori với lại Hồng Kông như thế nào đây? độ của Hồng Kông đông hơn Đông hơn hay là đông như thế nào đây? đông
Đông gấp bao nhiêu Tiến lần? bộ. Đông gấp bao nhiêu lần này? Đông gấp bao nhiêu lần đấy? Six chi sau sự Đông gấp bao nhiêu lần nào? Đông gấp bao nhiêu lần? Một bên là bao nhiêu? ba Một bên là bao nhiêu? sáu Thế gấp bao nhiêu lần? trăm Gấp bao chỉ nhiêu lần? Ui giời ơi, cái này không tính nhẩm được đi hả? 6 chia 3 được mấy? sáu chia ba được là Thế mấy lần? hai nghìn lần 2.000 lần đúng chưa? vâng. Thế bây giờ nói như thế nào nhỉ? Nào The density of Hong Kong bigger than 2000 times in Mauritania. Mauritania. Toàn thế nói chứ còn có Mauritania. nói được cái gì đâu. Tiếp nào. Economy. Economy, Economy. kinh tế, Vâng. gì vào để nhắc nhở đùa. Economy, kinh tế. Kinh tế thì sao? Agriculture là gì? Agriculture là gì nhỉ? Agriculture có nghĩa là gì Có nghĩa là gì ạ? Có biết luật không? Nông nghiệp. vâng. Nào làm nhanh cái bài này nào, chết thôi, học thế này thì làm sao mà kịp tiến độ đây. Industry là gì? Industry, Nông công nghiệp. công nghiệp công nghiệp Tourism. Tourism. nói gì ạ Du lịch. nghèo Du poor. lịch. Thế tôi không biết sao nó nghe ra từ poor được. Du lịch. Được chưa? À, poor Mauritania poor Poor đâu? Ta nói đến economy cơ mà. For nghèo economy, hèn Mauritania is mainly poor economy cơ mà. Mình đang nói về economy cơ mà, sao lại nói về cái healthcare là poor cái gì? Có hiểu không? vậy có nghĩa là kinh tế Bài này về nhà làm mệt lắm cơ. Tí nữa người gửi bài này về nhà làm, quay video cho thầy nhá. đó. Now, read the passage, choose the correct heading for each paragraph. Bài này là bài làm như nào đây? Điền những từ đúng Điền vào từ đâu? câu. Từ nào nói là điền ở đấy? Nối ạ Nối đâu? cho
Read Đọc. đọc cái gì? Đoạn văn à? Rồi làm gì nữa? Choose là làm gì? Ghi à? Ghi đâu? Choose cơ mà. Chọn cái tiêu đề trong mỗi một đoạn văn được chưa? Heading là tiêu đề. Ông ơi, Nào, các em. Đi vào nào, heading. Sao lại tắt điện phòng đi? thằng nó tắt cắt đấy Heading là tiêu đề. Chọn cái tiêu đề đúng cho mỗi một đoạn này được chưa? ạ. Biết cách làm chưa? Rồi. Nào đọc đi, sau đó chọn nào. Xem có từ mới nào không nhá. Mở. Ừ, đi ra bật điện lên đi. Nào bây giờ đọc xem có từ mới nào bảo thầy nhá, xong đó chọn được chưa? Chọn tiêu đề. Issues biết là gì không? Issue. Là gì ạ? Vấn đề. Vâng. Nào đọc đi xem nào, xem có từ mới nào không nào. Nhanh nào. Sau đó chọn tiêu đề xem nào. Có từ mới nào không? Không. Tí nó mà lòi ra thì biết với thầy nhá. Nào đọc nhanh nào. Xem đoạn 1 thế nào. Đọc xong đoạn 1 chưa? Dạ. Nào. Chances are you are reading this article in a big city. Population growth is far faster than ever before. And that is especially true in cities like Tokyo and Shanghai. Cái nào đây? Đi. Ừ? Đi. Đi à? Đi chứ gì? Mở. Tiếp nào. Number two. Đọc đi xem nào.
Xong chưa? Chưa. Xong cái số 2 chưa? Xong chưa? Hai bi Tiếng Việt hả? bi Number ba đọc đi. Không đọc xong là con cứ đoán bừa thế nhở? Nào có từ mới nào không nào? cái từ homelessness là gì Homelessness. đây? How đâu mà Homelessness. how? Sự vô gia cư. Nào đọc xong chưa? Có hiểu người ta nói cái gì không? Để mà chọn được tiêu đề không? Hay cứ chọn bừa? Thế thế thì nãy giờ toàn chọn bừa thôi đấy. Có hiểu người ta nói gì không? Bài thì càng ngày càng khó. Từ mới thì không chịu học. Nào, xong chưa? Number 3 is three is là cái nào đây? Nhanh nào. Con chọn cái nào đây? Ôi ơi. Đó. Thầy đang hỏi từ nãy giờ chọn cái nào? Lâu thế nhở? Ây. Ây. Cái cuối cùng là gì đây? The last C. cứ mặt đơ đơ ra thôi. Now, wannabe population explosion là cái gì đấy? Population explosion là gì? Population là về cái gì nhỉ? Tăng dần hả? Đó, population là về cái gì? Tăng Tăng đâu mà tăng? Population là cái gì nhỉ? số Dân số làm sao? Explosion. À. Ừ. dân số Sự bùng nổ dân số được chưa?
Vâng. Học hành. Tiếp nào, câu số 2 phải là cái gì nhỉ? Chị The which are the biggest là cái gì đây? Which are the biggest? thành phố lớn là gì ạ? Cái nào Là lớn thành nhất? Thành phố nào lớn nhất ở đây đây? Thành phố nào lớn nhất đây? London. Chắc chưa? Chắc chưa? Tokyo. Tiếp câu số 3 nào. Number 3. Người ta nói về vấn đề gì đây? Có chắc là A không? C. Problems for the poor là gì? Problems for the poor là cái gì nhỉ? Nghèo. Problems for the poor. Hả? Vấn đề Vấn của cái đề gì? sự nghèo khó. Còn cái cuối cùng là A là cái gì nhỉ? Issues for everyone. Thầy vừa giải thích từ issue rồi đấy. Issue có nghĩa là vấn đề Vấn đề gì? vấn đề về mỗi ngày à? Everyone là gì? Các đại từ bất định mà không nắm được à? Everyone là gì đây? Everyone. Tất cả mọi người. Học hành vớ vẩn lắm nhá. Nào có từ mới nào không nào trong tất cả các đoạn văn này? Có rồi ạ. Từ nào nào? Cái từ cái câu số 2 mà ở cái từ dòng số 2 từ số xuống lên đấy thầy. Mà cạnh từ small. Relatively đúng không? Relatively đúng không? Được. Relative là gì? Relative. Học rồi, relative là gì? À, relative là gì? Relatively, relative thì học rồi. Tương đối. Gì nữa nào? Sự tương đối ạ. Tương đối. Gì nữa nào? Từ nào nữa đây? Từ nào nữa? Còn không? Thì
Nhanh nào, hết giờ rồi. Được. Nào, con từ nào nào? Con từ nào đây? Từ nào nhỉ? Rồi, về nhà nhớ học nhá. Dạo này học hành vớ vẩn lắm rồi đấy, thầy cáu rồi đấy. Từ mới đi không chịu học cái gì cả. Có chưa? Vâng. Cứ gần để đấy đi nhá. Bài tập thì không làm đi. Không làm bài tập thì làm sao mà làm được những bài còn lại được. Này phải nói chuyện với lại mẹ thôi. Học hành dạo này vớ vẩn lắm. Mấy cái bài rất là đơn giản thôi mà không làm được. Cái bài nói cái tí thầy gửi cho mẹ thì về nhà nhớ quay video làm nhá. Vâng. Nói đấy nhá, chứ không phải là viết đâu nhá. Có chưa? Có câu hỏi gì không nào? Nhớ học nhá, nhắc nhiều lắm rồi đấy. Một buổi tới mà còn cái kiểu tình trạng này nữa là hơi mệt đấy nhá. Vâng.